Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nhà nước và khát vọng mặt trời mọc ở hướng Tây. Ai cũng biết mặt trời luôn mọc ở hướng Đông, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa thổ lộ một khát vọng mà đem khát vọng ấy đối chiếu với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cách quản trị điều hành xứ sở từ trước tới nay của Quốc hội, nhà nước và chính phủ Việt Nam thì mong muốn một ngày không xa, Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt giải Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước. Thì chẳng khác gì mơ ước mặt trời mọc ở hướng Tây. Đó là bình luận của tác giả Trân Văn trong bài viết đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nội dung được mô tả như sau. Cho dù trước nay giải Nobel văn học không có tiêu chí chung nên luôn là giải thưởng khó dự đoán nhất trong số 6 giải Nobel được trao hàng năm, tức là 5 loại giải Nobel, còn lại có 3 giải được Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chọn trao cho các lĩnh vực như vật lý, hóa học, kinh tế. Còn 2 giải Nobel là sinh học, y học do Hội Nobel ở Viện Karolinska quyết định. Riêng giải Nobel Hòa Bình thuộc thẩm quyền trao tặng của Ủy ban Nobel Na Uy. Tuy nhiên, nếu chịu khó xem giải thích của Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển về lý do họ chọn nhà văn nào đó để trao giải Nobel và văn chương, có thể thấy Nobel văn chương chỉ được trao cho những nhà văn hoặc có đột phá về văn phong, trở thành nhân vật tiên phong về phương thức diễn đạt, hoặc tác phẩm có sự khai phá về tư tưởng, khơi gợi để độc giả giảng ngẫm về những vấn đề có liên quan đến thời đại, đến nhân loại. Và những nhà văn này thường được xem là dũng cảm vì dám gạt bỏ những thứ mà họ cho là cũ kỹ. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi hôm 9 tháng 1 vừa qua. Liệu người Việt Nam có khả năng đó hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Chắc chắn là có. Vấn đề nằm ở chỗ nào, dưới ách của một Đảng Cộng sản Việt Nam có phải đất lành cho những nhà văn như thế hay không? Dường như ông Phúc đề cập tới Nobel văn chương chỉ vì tiện miệng khi tham gia lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất. Nếu Ủy viên Bộ Chính trị đang giữ vai trò Chủ tịch nhà nước quan tâm đến văn học và thực sự mong muốn một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đặt giải thưởng Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước, thì tại sao ông lại cùng đảng của ông để cho nhà nước của ông chống lại tự diễn biến, tự chuyển hóa như vậy? Xem tự diễn biến, tự chuyển hóa với tư tưởng, nhận thức là thù địch, phải đào tận gốc, chốc tận rễ như Đảng Cộng sản Việt Nam vừa nhai đi, nhai lại, vừa thẳng tay triệt hạ như đã và đang thấy, thì chắc chắn không nhà văn nào có đủ tư chất tranh giải Nobel văn chương có thể tồn tại cho được. Bao nhiêu người Việt Nam muốn thử đột phá về tư tưởng, nhận thức khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam không hề ngần ngại trong việc sử dụng hệ thống tư pháp như là công cụ để trừng phạt cái gọi là lợi dụng tự do dân chủ. Trong một xã hội có bối cảnh như đã biết, ai có thể dám nâng niu, nơi nào dám công bố phát hành những tác phẩm của các nhà văn dám khai phá tư tưởng và nhận thức. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang với sách Chính trị bình dân và nhiều sáng tác đột phá mang tính thời sự đã bị cáo buộc chống chính quyền với bản án 9 năm tù. Khi đề cập đến khát vọng một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt giải thưởng Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vô tình làm người ta sởn gai ốc. Vì số phận bi thảm của những văn nghệ sĩ dính líu đến phong trào nhân văn giai phẩm trong 3 năm từ năm 1955 cho năm 1958 ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn hằn sâu trong ký ức của rất nhiều người. Vẫn còn là vết nhơ mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không thèm gột rửa. Đến nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ lời xin lỗi nào gửi đến những văn nghệ sĩ hồi đó bị quy kết là muốn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phủ nhận quyền lãnh đạo chính trị và nhà nước duy nhất của Đảng, gây phương hại đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vân vân. Và gia đình của họ, trong đó có những người như ông Đặng Đình Hưng, sở dĩ ngóc đầu lên được sau hai thập niên bị nhấn xuống bùn là nhờ con trai.
Nếu năm 1980, Đặng Thái Sơn không đoạt giải nhất cuộc thi piano Chopin lần thứ 10, chắc chắn ông Đặng Đình Hưng đã chết bờ chết bội từ đầu thập niên 1980 sau một thời gian dài phải chăn bò ở nông trường Chí Linh. Giải nhất ấy không chỉ giúp Đặng Thái Sơn, một công dân bị hắt hủi tham dự cuộc thi với tư cách là thí sinh tự do, được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, mà còn khiến Đảng gạt bỏ cáo buộc tên đồ tể dành cho Đặng Đình Hưng, rồi năm ngoái vinh danh ông là kỳ nhân. Đây là hình ảnh nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn và cha là nhà văn Đặng Đình Hưng. Mong Việt Nam có Nobel văn chương. Phát ngôn bi hài mở hàng vào năm 2022 đã được ông Chủ tịch nước nói ra. Tại buổi lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: "Tôi mong ước có một ngày không xa, Việt Nam sẽ có một nhà văn đạt giải Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước." Câu nói của ông Phúc đã bị dư luận mạng xã hội cười cợt, cho rằng đây là một câu nói ngô nghê, ngớ ngẩn của một quan chức mở hàng cho năm 2022. Anh Hoàng Nhơn, chủ hiệu sách Khai Tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh, nêu ra suy nghĩ của mình với đài FA vào sáng 11 tháng 1 như sau: "Theo tôi thì phải có tự do tư tưởng cái đã. Không có tự do tư tưởng thì làm sao mà viết hết những gì trong ruột, trong dạ người ta suy nghĩ? Làm sao mà chạm tới những hiện tượng xã hội, chạm tới những con tim người dân trong xã hội mà đoạt giải cho được?" Ông nói thì cứ nói, vì trước đến giờ ông vẫn như vậy. Nói chung là hay vẽ vời. Với lại họ nói với cái hội nhà văn của họ thôi. Cái hội này chẳng của nhà nước nên cũng phải theo chỉ thị định hướng từ trên. Trên thả thì dưới mới dám làm. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo độc lập đã bị bỏ tù trong thời gian ngắn ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng khi đó. Nhà báo tự do, thiện nhân thì viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: "Xét ra cái mong ước đó rất chân thành và cũng chính đáng. Nhưng ông chủ tịch đã không hiểu rằng nó khó thực hiện trong điều kiện xã hội, chính trị, văn hóa của đất nước do ông và các đồng sự đang điều hành, hiện diện. Và nó vừa hài hước vừa tội nghiệp cho ông và cho cả chúng ta, những thành viên của cộng đồng. Đồng thời, dường như cái mong ước của lãnh đạo cũng là lời nhắn gửi, nhắc nhở như một thứ nhiệm vụ trao cho những cán bộ, lãnh lương để làm công tác văn chương. Đó là hội nhà văn." Từ nhiều năm qua, hiện tượng các quan chức phát ngôn khiến dân bật cười, nén tiếng thở dài không còn là chuyện lạ. Từ phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng năm 2013 tại phiên họp tổ của Quốc hội về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, như rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Rồi phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vào năm 2014 rằng công tác đấu tranh của riêng quản lý thị trường đã cố gắng nhưng phương tiện công cụ vừa yếu vừa thiếu. Một câu chuyện có thật là ở nhiều nơi thanh kiểm tra, anh em cán bộ phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón. Rồi đến phát ngôn của Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vào năm 2015 rằng ùn tắc là việc xe đứng im trong 30 phút, còn các vụ việc kẹt xe kéo dài ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là ùn ứ vì xe vẫn có thể nhúc nhích được. Và với ông Nguyễn Xuân Phúc, có lẽ câu nói khiến ông bị dân cười nhiều nhất vào năm 2021 là câu: "Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ, những tháng vừa qua và nhiều nước khác thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam." Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó với phát biểu gây xôn xao dư luận. Quay lại với phát biểu của ông Phúc với giải Nobel văn chương cho Việt Nam một ngày không xa, nhà văn Trần Ngọc Tuấn hiện ở Cộng hòa Séc đã bật cười, nói với đài FA quan điểm của mình như sau: "Tôi thấy nó rất hài hước. Nó hài hước ở chỗ chỉ khi nào các nhà văn và người nghệ sĩ được tự do sáng tạo trong môi trường tự do thì tài năng mới phát triển được. Tôi biết rất nhiều tác phẩm của những người bạn tôi viết rất hay nhưng không thể in ra được mà chỉ là những tác phẩm giấu trong ngăn kéo. Tôi nghĩ cái thể chế chính trị nó quyết định, cái thể chế không có tự do sáng tạo nó kìm hãm sự phát triển của văn học và nghệ thuật
văn học và nghệ thuật muốn đoạt được những giải thưởng cao, đi vào lòng người, đọc là phải có sự tự do sáng tạo. Việt Nam thiếu môi trường học thuật và tự do sáng tạo thì không bao giờ có giải thưởng như thế, mặc dù ông ấy mong muốn. Để thay đổi tận gốc của vấn đề thì trước tiên phải cho tự do sáng tác đi đã. Cho tự do ngôn luận đi, cho tự do báo chí. Tôi nghĩ Việt Nam không thiếu những nhà văn có tài. Việt Nam thiếu môi trường học thuật và tự do sáng tạo thì không bao giờ có giải thưởng như thế, mặc dù ông ấy muốn. Và nhà văn Trần Ngọc Tuấn đã chia sẻ như vậy. Những câu chuyện hài của các cấp cao, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm người dân suy ngẫm về đất nước ngày càng tụt hậu. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin đình công vẫn tiếp diễn ngày thứ Ba tại nhà máy giày Pochen ở Đồng Nai. Tình trạng công nhân đình công vẫn tiếp diễn sang ngày thứ Ba vào ngày 10 tháng 1 tại một nhà máy ở Đồng Nai của tập đoàn Pochen, nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới của Đài Loan, do công nhân không hài lòng với các khoản thưởng Tết. Theo tờ báo Taiwan News, 14.000 nhân viên của nhà máy đã đình công vào thứ Sáu ngày 7 tháng 1 do quyết định cắt giảm tiền thưởng Tết của công ty Đài Loan này. Đây là hình ảnh công nhân công ty Pochen Việt Nam đã đình công chặn ngang quốc lộ 1, địa phận giáp danh giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Trước đó, công ty Pochen Việt Nam cũng thông báo rằng nhân viên phải làm đủ một năm mới được thưởng thêm một tháng lương, tức là tháng lương thứ 13, và mức thưởng này tăng dần đến 1,5 tháng lương tùy theo thâm niên làm việc, tương đương với 5 đến 20 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng cao nhất của Pochen Việt Nam là 1,9 tháng lương và trước đó nữa là 2,2 tháng lương, theo tờ báo Thanh Niên chia sẻ. Theo công nhân Pochen đã bắt đầu đình công từ trưa ngày 7 tháng 1 để đòi công ty Đài Loan giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái. Vào ngày 9 tháng 1, Pochen ra thông báo kêu gọi công nhân đi làm trở lại và cho biết sẽ không thay đổi mức thưởng Tết đã đưa ra trước đó. Thông báo được ghi như sau. Chúng tôi mong người lao động thấu hiểu cho một công ty khi ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 lần thứ tư, công ty đã dốc hết sức để chăm sóc cho đời sống của người lao động và nỗ lực không ngừng để duy trì cuộc sống ấm no cho người lao động. Tờ báo Thanh Niên đã trích dẫn trong thông cáo báo chí. Lý giải về những thay đổi mức thưởng Tết của Pochen, ông Vũ Minh, Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan ở Đồng Nai cho biết công việc kinh doanh của các doanh nghiệp Đài Loan không được tốt trong năm qua. Thêm vào đó, các doanh nghiệp bị buộc phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do chính phủ Việt Nam yêu cầu đã gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Đây là hình ảnh yêu cầu ba tại chỗ khiến hầu hết doanh nghiệp không thể đáp ứng được chỗ ăn, chỗ ở cho công nhân ngay tại nơi làm việc. Ông Vu đã nói, ông tin rằng hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cho nhân viên, nhưng đại dịch bất ngờ đã gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và tiền thưởng. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thông cảm cho nhau và chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tập đoàn Pochen trao đổi với người lao động để chấm dứt tình trạng đình công này. Pochen là nhà sản xuất hàng đầu cho nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Nike, Adidas, New và rất nhiều những hãng khác. Tại Việt Nam, tập đoàn này có các nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tiền Giang. Việt Nam vẫn chưa có công đoàn độc lập. Đầu năm 2022, tờ The Diplomat có đăng tải bài viết của tác giả Buckley với tựa đề Những hạn chế của Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi Việt Nam. Tác giả cho rằng sau khi Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi của Việt Nam được Quốc hội thông qua vào năm 2019, một số báo chí quốc tế tiếng Anh có những bài viết nhận định Việt Nam đã cho phép thành lập công đoàn độc lập ngoài hệ thống công đoàn của các cấp và khi đang chịu sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như trước đây. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của nhà nước thì không đưa tin về việc có một tổ chức công đoàn độc lập nào đang tồn tại hay không. Nhận định về việc này với Đài Tiếng Nói EFA tại Mỹ, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường cho rằng đó là thực tế, ông nói thêm. Sự thực mà nói thì cam kết của chính phủ Việt Nam trong CPTPP và EVFTA
là cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Cam kết này là có và chính phủ Việt Nam đã xác nhận, đã có ký kết, nhưng đó là cam kết trên giấy tờ, nhưng đến nay vẫn chưa có công đoàn độc lập nào được thành lập. Đây là hình ảnh Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được chính phủ Việt Nam ký từ ngày 30 tháng 6 năm 2019, trong đó có điều khoản cam kết cho phép thành lập công đoàn độc lập. Có lẽ vì trường hợp này, trường hợp kia vẫn bị đối xử không thuận theo khung pháp luật mà Việt Nam đã cam kết, thành ra về phía công đoàn cũng chưa ai đứng ra thành lập. Những tổ chức xã hội độc lập, ví dụ như Hội Nhà báo độc lập thì lại bị ra tòa. Các hội đó đều bị liệt vào không đúng với pháp luật của Việt Nam. Tức là theo pháp luật của Việt Nam thì chỉ có chính phủ cam kết với công đoàn độc lập thôi, chứ chưa có tổ chức xã hội dân sự độc lập. Chính vì vậy, người ta có thể ghép tất cả các tổ chức xã hội dân sự vào những tổ chức không phù hợp pháp luật. Bộ luật lao động sửa đổi của Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Bộ luật này có 17 chương, trong đó có chương 13 lần đầu tiên có quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bên cạnh tổ chức công đoàn Việt Nam, còn gọi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngay khi luật có hiệu lực, ông Bùi Thiện Chi, Chủ tịch Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam, đã nói với Đài Tiếng Nói AFA rằng luật mới chỉ quy định khung về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, còn quy định chi tiết sẽ do chính phủ ban hành. Ông Chi giải thích thêm như sau. Bộ luật lao động 2019 lại không quy định chi tiết các thủ tục và điều kiện để thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại các doanh nghiệp, mà giao cho chính phủ sẽ quy định chi tiết các việc đó. Nhưng cho đến thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2021, khi Bộ Luật Lao động có hiệu lực thì chính phủ vẫn chưa ban hành những nghị định, hướng dẫn, điều kiện, thủ tục để thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở. Đây là hình ảnh vào năm ngoái, hôm 27 tháng 2 năm 2021, sau 2 ngày đình công của 8.200 công nhân, công ty túi sách Simon Tiền Giang đã buộc phải tăng lương 200.000 đồng cho toàn bộ công nhân. Hiện nay, người lao động muốn thực hiện quyền đó của mình thì cũng chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Cũng theo tác giả Buckley, trong bài viết một năm sau đó nhấn mạnh rằng bộ luật này cho phép người lao động thành lập tổ chức đại diện của người lao động không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhưng việc tuyên bố của các tổ chức này là các công đoàn độc lập là một cách hiểu sai đáng kể, bởi những tổ chức này không phải là công đoàn. Tổ chức đại diện của người lao động chỉ được thành lập ở cấp độ doanh nghiệp cá nhân và bị hạn chế hơn về những gì họ có thể làm so với các công đoàn. Cũng theo giải thích trên trang web của công ty Luật Minh Khuê, chuyên tư vấn pháp luật cho người lao động, tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp khác với công đoàn. Tổ chức này không nằm trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam mà chỉ là tổ chức do người lao động thành lập theo trình tự, thủ tục, luật định. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp chỉ có cấp cơ sở, cấp doanh nghiệp, không có hệ thống của các cấp như tổ chức của công đoàn. Như vậy, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở cũng là tổ chức đại diện của người lao động, nhưng chỉ bao gồm hai loại sau, đó là công đoàn cấp cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một công đoàn độc lập nào được thành lập vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây là hình ảnh ba thành viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam từ trái qua, bao gồm Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, đã bị nhà cầm quyền bắt giam và xét xử vào hồi năm 2021 với cáo buộc chống nhà nước. Giáo sư Đặng Hồng Võ cũng cho rằng bây giờ bảo người công nhân đứng dậy thành lập công đoàn độc lập khác với công đoàn do chính phủ tạo điều kiện, đạo diễn thì rất khó. Bởi người lao động thì thường chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để lương cao hơn, làm sao để cho no ấm, làm sao để được lòng người chủ. Cũng theo luật sư Đặng Trọng Dũng, công đoàn hiện nay là một tổ chức hữu danh nhưng vô thực, không có một cơ chế nào để đẩy hoạt động của công nhân, và công đoàn cũng không thể hoạt động thực chất của vấn đề. Thật sự công đoàn có vai trò của nó, nếu mà biết vận dụng thì cũng có thể làm được rất nhiều việc cho người lao động, nếu người lao động biết sử dụng. Khi người lao động bị những vấn đề liên quan đến họ thì họ mới bắt đầu tìm hiểu, thì lúc đó cũng đã trễ rồi, nên cần phải có một luật sư chuyên về lĩnh vực đó ở công đoàn, để người lao động có việc thì họ lại hỏi.
Và thực tế ở Việt Nam, có một số tổ chức xã hội dân sự như Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Tù Nhân Lương Tâm, Văn Đoàn Độc Lập, Hội Nhà Báo Độc Lập, Hội Anh Em Dân Chủ v.v. được thành lập nhưng những người đứng đầu đều bị bắt bớ và tù đầy. Lý do được các cấp tòa án nêu ra là vì họ chống phá chế độ, tiến hành các hoạt động đối lập đối với các cơ quan của hệ thống chính trị, đối lập với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và đó là cách mà Đảng đánh lừa thế giới và để tiếp tục bắt chẹt người dân Việt Nam.